cơ thể chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều nguy cơ gây bệnh, khói bụi, ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt, thức ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu những chất độc hại này tồn tại và tích tụ lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức đề kháng của cơ thể. Các nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng có một lượng lớn các sản phẩm glycat hay còn gọi là AGE ở trong phần lớn các thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày như các thức ăn nướng, chiên, xào, nước ngọt, thực phẩm được chế biến ở nhiệt độ cao. Cơ thể của chúng ta có cơ chế bảo vệ tự nhiên để tự bảo vệ khỏi sự hủy hoại của AGE. Tuy nhiên, theo thời gian, số lượng AGE tích lũy quá nhiều trong cơ thể, điều này là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều bệnh và các vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh đái tháo đường, bệnh tim và bệnh thận, cả bệnh mất trí nhớ, bệnh Alzheimer, đột quỵ, viêm khớp, loãng xương, lão hóa da, vết thương khó lành và bệnh nha chu. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi một số hình ảnh nói đến những nguy cơ về mặt sức khỏe nếu cơ thể chúng ta tồn tại nhiều chất có hại, trong đó có chất AGE. Vậy AGE là chất gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta? Thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chất AGE trong cơ thể với sự giúp đỡ của các chuyên gia y tế tham gia trong chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Đặng Văn Dương, Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh và Tế bào bệnh học Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Rư, trưởng bộ môn hóa sinh Đại học Dược, Hà Nội. Lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn các vị khách mời đã đến với chương trình Sống khỏe mỗi ngày ngày hôm nay. Và trước tiên xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Văn Trư, đó là có thể nói AGE là một khái niệm rất mới và có rất nhiều người chưa được biết đến khái niệm này. Vậy tiến sĩ có thể cho biết là AGE là gì ạ? AGE có nghĩa là sản phẩm kết hóa của các cái hợp chất có đường với lại protein và lipid, và chúng tạo nên những cái hợp chất bền chắc tồn tại ở trong khắp cơ thể chúng ta. Vâng. Vậy AGE hình thành trong cơ thể chúng ta như thế nào thưa tiến sĩ? AGE là được hình thành từ hai cái nguồn. Một là AGE ngoại sinh, được hình thành trong quá trình chế biến các cái thực phẩm, thức ăn thông thường của mọi người, và nó tạo nên những cái sản phẩm có màu nâu đặc biệt. Đó là các cái sản phẩm chế biến như nướng, chiên, rán, và sau đó thì sẽ được ăn vào và được hấp thu với cái tỷ lệ là 30% đưa vào trong mạch máu và trong cơ thể. Và nó sẽ cùng với cái nhóm AGE thứ hai, đó là AGE nội sinh, được hình thành cũng từ các cái sản phẩm, các cái chất glucid, cái chất đường với lại các cái chất đạm, chất protein và chất lipid ở trong cơ thể, khi đặc biệt là khi cái hàm lượng đường ở trong máu tăng lên cao, và kết hợp của hai cái loại AGE này thì nó sẽ tạo nên một cái hàm lượng AGE cao trong cơ thể và sẽ có tác động đến toàn bộ các cơ quan tổ chức của cơ thể. Trên hình ảnh cho chúng ta thấy là cái tín hiệu của các cái phân tử đường khi mà nó được hình thành, tạo thành các cái nhóm imido, và sau đó thì nó sẽ chuyển thành các cái cetoamin, và cái hợp chất này khá là bền vững, không được phân hủy. Cái sự hình thành của các AGE nội sinh về cơ bản là không cần phải sự xúc tác của enzyme, chỉ cần khi hàm lượng của đường tăng lên và protein và lipid ở trong cơ thể chúng ta thì cũng thường xuyên có một cái hàm lượng cao. Vì thế, cái sự hình thành AGE trong cơ thể là tất yếu so với lại về thời gian cũng như là về trong quá trình chúng ta sử dụng thực phẩm, không được an toàn và không được khoa học. Vâng, như vậy là có một vấn đề ở đây chính là chất AGE được hình thành không chỉ là từ cơ chế bên trong cơ thể mà nó là từ cái nguồn thức ăn, nguồn thực phẩm hàng ngày mà chúng ta đưa vào cơ thể, đúng không ạ? Vâng. Thưa bác sĩ Đặng Văn Dương, vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Văn Rư đã có phân tích về cơ chế hình thành chất AGE trong cơ thể. Có thể nói là chất AGE không chỉ là mới đối với người dân mà còn là một vấn đề mới đối với giới chuyên môn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết về ảnh hưởng của chất AGE đối với cơ thể ra sao và nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống như thế nào? Như tiến sĩ Dư đã vừa mới trình bày với các bạn thì AGE là một cái sản phẩm quá trình glycat hóa và rất bền vững. Nó tạo thành những cái phản ứng liên kết chéo, và những cái phân tử AGE này sẽ lắng đọng ở trong cơ thể, và thậm chí là nó tạo thành những cái màng, có phần tạo thành những cái màng ở trong những mạch máu của cơ thể. Và vì vậy cho nên AGE sẽ ảnh hưởng tới cơ thể ở mức độ hệ thống toàn thân,
không chỉ ở các hệ thống mạch máu mà ở mô và tế bào. Bởi vì ở mức độ tế bào của chúng ta thì nó có những cái thụ thể, và các AGE đó sẽ gắn kết vào những cái thụ thể đó và ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa của tế bào. Vì vậy cho nên cái sự hiện diện của AGE trong cơ thể đến một mức độ nào đấy nó sẽ gây ra những cái bệnh mãn tính và làm ảnh hưởng tới quá trình lão hóa của cơ thể. Tôi có thể lấy ví dụ với các bạn, chẳng hạn như là ở hệ thống thần kinh trung ương thì sự lắng đọng của AGE sẽ góp phần đẩy thúc nhanh những cái bệnh như là bệnh đột quỵ, tai biến mạch máu não hoặc những bệnh rối loạn về trí nhớ mà người ta gọi là bệnh Alzheimer. Hay là ở trên hệ tim mạch thì nó gây ra suy tim, gây ra xơ vữa động mạch, gây ra những biến chứng của hệ thống mạch máu mà chúng ta đều biết là một cái biến chứng rất nguy hiểm, đấy là những cái mảng xơ vữa ở động mạch vành và có thể dẫn tới bệnh nhồi máu cơ tim. Rồi những cái bệnh khác của hệ thống trong cơ thể, đặc biệt là hệ thống da, chúng ta đều biết là một trong những dấu hiệu sớm của tuổi già đấy là những sự biến đổi về da. Chúng ta có những nếp nhăn, rồi chúng ta có những cái hạt đồi mồi, vân vân. Thì AGE đóng một cái vai trò rất trong quan trọng trong cái quá trình này. Rồi nó cũng tác động tới những cái hệ thống nội tiết và đặc biệt là hệ thống sinh dục của cơ thể. Vì vậy cho nên ở nam giới, khi mà lượng AGE bị tích lũy quá cao trong cơ thể, nó có thể dẫn tới những cái biểu hiện như là người đàn ông đó bị giảm cái khả năng về sinh dục, rối loạn cương dương, rồi liệt dương. Thế, những dấu hiệu khác của tuổi già chúng ta thấy là gì ạ? Người ta bị những cái tổn thương về mắt, trong nhãn khoa chúng tôi gọi là những cái bệnh võng mạc. Thế rồi bệnh thiên đầu thống, tức là glaucom. Rồi kể cả những cái biểu hiện sớm là viễn thị, cho nên chúng ta thấy là người già là cứ phải đeo kính lão là vì thế. Thế rồi thận cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người mà lại đã có những cái rối loạn về nội tiết như là bệnh tiểu đường, vì là chúng ta thấy là cái đường nó đóng một cái vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành những cái AGE trong cơ thể. Thế vì vậy trên những người mà bị bệnh tiểu đường thì khi mà lượng AGE tăng cao thì nó rất nhanh chóng dẫn đến suy thận và thậm chí là người ta phải lọc máu. Thế rồi một trong những cái hệ thống rất quan trọng cho cơ thể là hệ thống cơ xương khớp, thì khi mà lượng AGE tăng cao trong cơ thể nó sẽ ảnh hưởng và sẽ dẫn tới những cái bệnh mãn tính như là bệnh viêm khớp dạng thấp, bệnh viêm khớp mãn tính, rồi những cái tổn thương ở cột sống như là thoát vị đĩa đệm, hoặc là một cái bệnh rất phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt là ở tuổi mãn kinh, đấy là bệnh loãng xương. Thưa bác sĩ Đặng Văn Dương, như bác sĩ đã có nhấn mạnh là chất AGE có những tác động xấu đối với cơ thể và nó lại được tích lũy nhiều trong cơ thể theo thời gian. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể biết được chính xác chỉ số AGE trong cơ thể là ở mức độ nào ạ? Thế trở lại với lại vấn đề về AGE, như là tiến sĩ Dư đã nói, thì chúng ta thấy là cái sự tích lũy của AGE trong cơ thể là một cái quá trình mà chúng ta có thể nói gần như là chúng ta không cưỡng lại được. Hay nói khác đi, tức là một cái câu châm ngôn mà con người hay nói tới, kể cả người Việt Nam cũng như người Pháp, người ta thường nói tới, người ta gọi là sự tàn phá của thời gian, c'est l'outrage du temps. Thì như vậy con người muốn đạt được cái ước nguyện của mình, một trong những kỳ vọng của con người đấy là làm sao trẻ mãi không già, chống lại cái quá trình già, thì như vậy một trong những cái biện pháp đấy là chúng ta phải làm sao biết được cái lượng AGE ở trong cơ thể của mình là bao nhiêu và tìm cách loại bớt, không ngăn cản cái quá trình tích lũy AGE và tìm cách thải loại AGE ra khỏi cơ thể của mình. Muốn như vậy thì chúng ta phải đo, phải có những cái xét nghiệm hoặc những cái biện pháp để định lượng được nó. Thì người ta có thể đo lường được AGE trong cơ thể bằng qua nhiều phương pháp, hoặc thử máu, hoặc thử nước tiểu, hoặc người ta sinh thiết ra để làm. Thế nhưng mà những cái biện pháp này thì đều là những cái biện pháp mà có tính chất ít nhiều là xâm nhập về cơ thể. Không ai muốn là biết được một chỉ số của mình mà lại cứ phải can thiệp vào chính cơ thể mình. Vì vậy cho nên gần đây với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, người ta phát hiện ra một điều là AGE là những chất mà có cái phản ứng gọi là huỳnh quang, tức là nó sẽ phát sáng khi mà nó có những cái tia cực tím chiếu vào. Vì vậy cho nên người ta đã phát minh ra một cái máy
người ta gọi là AGE Reader hay là một cái máy cụ thể của một hãng thì người ta gọi là Truage. Và bằng một cái phương pháp rất đơn giản, tức là người ta chỉ việc đưa cái phần cánh tay của mình đặt lên cái máy đấy như là một cái máy scanner thì có thể đọc được cái chỉ số AGE trong cơ thể. Vâng, trong phần trao đổi vừa rồi thì chúng ta đã có nhắc đến rất nhiều về những tác hại xấu của AGE đối với cơ thể. Và đặc biệt trong đó thì các vị khách mời cũng đã nhấn mạnh về việc là AGE sẽ tham gia rất nhiều vào quá trình gây lão hóa cho con người và cũng như là gây ra một số những bệnh tật và khiến cho sức khỏe của chúng ta có thể là trở nên xấu đi theo thời gian. Vậy thì một vấn đề được đặt ra ở đây đó là chúng ta làm thế nào để có thể giảm thiểu được lượng AGE tích lũy và hình thành trong cơ thể của chúng ta. Và chắc chắn là ngay lúc này thì chúng tôi rất mong muốn được nghe những cái lời khuyên, tư vấn của các chuyên gia tham gia trong chương trình để giúp cho mọi người có thể giảm được lượng AGE trong cơ thể của mình. Và đầu tiên xin được lắng nghe ý kiến của bác sĩ Đặng Văn Dương ạ. Như tôi vừa mới trình bày với các bạn thì như vậy chúng ta đầu tiên là phải sống một cuộc sống lành mạnh. Bởi vì chúng ta thấy là cái sự tích lũy AGE nó còn bị tác động bởi rất nhiều những yếu tố mà người ta gọi là stress. Tức là nếu như chúng ta thường xuyên bị những cái stress tác động vào cơ thể thì lượng AGE cũng sẽ tăng rất cao. Vì vậy cho nên chúng ta phải giảm stress, phải sống một cuộc sống lành mạnh, chan hòa. Thế rồi giấc ngủ rất quan trọng. Chúng ta nên không nên thức khuya, bởi vì người ta thấy là khi mà người ta thức khuya làm việc quá căng thẳng thì cái lượng AGE nó cũng tăng cao. Ăn uống điều độ, giảm bớt những cái chất kích thích, đặc biệt là rượu, bia, thuốc lá, vân vân. Chúng ta nếu mà ăn những cái thức ăn tươi sống, thế rồi những cái đồ hấp, luộc, không phải là rán, mỡ, đấy là một trong những cái biện pháp để chúng ta giảm bớt cái AGE ngoại sinh vào trong cơ thể. Và chúng ta có thể sử dụng thêm những cái một số những cái thực phẩm chức năng mà trong đó có những cái chất mà nó giúp cho chúng ta có thể thải loại được AGE, đặc biệt là như là các loại iridoid. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Đặng Văn Dương. Tiến sĩ Nguyễn Văn Rư có ý kiến bổ sung nào không ạ? Vâng, bác sĩ Dương vừa mới trình bày cũng khá là chi tiết về cái biện pháp mà giảm thiểu AGE. Tôi sẽ xin tóm tắt và khái quát lại như thế này. Điều đầu tiên trước hết là đối với y học là cần phải kiểm soát, phải biết được cái lượng AGE của mỗi người nó đã đến mức độ nào. Có nghĩa là bằng cách xét nghiệm hoặc là đo, như bác sĩ Dương cũng đã thể hiện một cái thiết bị như vậy. Và rất may đó là một thiết bị đo rất nhanh và rất đơn giản. Điểm thứ hai tiếp theo là nếu có AGE thì phải xử lý bằng biện pháp nào. Thì tôi xin giới thiệu ba cái biện pháp hiện nay người ta vẫn sử dụng trong y học, đó là phương pháp cơ học, tức là con người sinh ra phải hoạt động, phải tiêu thụ bớt đường, giảm tiêu thụ các cái chất dinh dưỡng như lipid, protein để cho cơ thể hàng ngày nó được đổi mới các cái chất dinh dưỡng. Đấy là điều đầu tiên. Điểm thứ hai là dùng các cái hợp chất hóa học, thì đó chính là các cái thuốc. Trường hợp này chỉ trong trường hợp mà khi mà cái hàm lượng AGE trong cơ thể của ai đó nó đã tăng rất là cao thì nên phải tìm đến với thuốc, với những cái can thiệp và hóa học. Và một cái điểm rất quan trọng mà hiện nay thì y học rất là khuyến khích, tức là sử dụng các cái biện pháp sinh học, trong đó có biện pháp là ăn uống hợp lý các cái chất dinh dưỡng, ví dụ như dùng các cái cây rau hoa quả tươi. Nó có những cái chất mà nó có thể xúc tác cho cái việc tháo gỡ các cái liên kết của AGE và sẽ làm giảm dần cái lượng AGE. Rồi là những cái sản phẩm mà bây giờ chế biến, thì bây giờ ở cái biện pháp sinh học ấy thì có rất nhiều các cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng nó có tác dụng vai trò về cơ bản nó như là các cái enzyme. Mặc dù sự hình thành AGE không cần enzyme xúc tác, nhưng mà cái việc tháo gỡ ra thì chúng ta lại rất cần phải năng lượng và cần xúc tác để tháo gỡ nó ra, giải phóng nó ra, và nó sẽ giảm từ từ cái hàm lượng AGE và sức khỏe của chúng ta sẽ trở lại với cái trạng thái tốt nhất, và đồng thời cũng là làm cho cái tuổi già của chúng ta nó đến chậm hơn, có nghĩa là chúng ta vừa được trẻ hơn, được khỏe hơn và
nếu như chúng ta biết sử dụng các cái sản phẩm thiên nhiên một cách tốt. Vâng. Tôi xin bổ sung thêm một điều nữa là chúng ta còn có một cái phương pháp nữa hoàn toàn không tốn kém một tí nào và lại rất tốt đối với tất cả mọi người. Đấy là chúng ta hãy chịu khó và tăng cường tập thể dục, vâng, chơi thể thao. Là đấy là một trong những cái biện pháp mà rất hữu hiệu mà lại không tốn kém gì cả để mà chúng ta giảm AGE. Tức là chúng ta đã làm cho cái tuổi thọ của chúng ta kéo dài ra và ngăn chặn cái quá trình lão hóa, trẻ mãi không già. Vừa rồi thì bác sĩ Đặng Văn Dương có nhấn mạnh đến việc tập luyện thể dục nó sẽ có tác động rất tốt trong việc là giảm lượng chất AGE. Vậy bác sĩ có thể phân tích cụ thể hơn về cơ chế này ạ? Thì chúng ta đều biết là đầu tiên là xuất phát điểm mà của AGE là đường. Thế thì chúng ta đều đang trong ở một cái giai đoạn mà hiện nay chúng ta rất nhiều người, tức là chúng ta đang bị tích lũy rất nhiều đường ở trong cơ thể. Do chúng ta ăn quá, chế độ ăn không hợp lý, do chúng ta cái chế độ làm việc là phần lớn là bây giờ những rất nhiều người làm việc ở một cái chế độ tĩnh tại, không đi lại nhiều, không hoạt động. Thế vì vậy cho nên khi mà cái lượng đường ở trong cơ thể chúng ta muốn duy trì nó ở một cái hằng số sinh lý bình thường, không quá cao, thì cái cách tốt nhất đấy là chúng ta tập thể dục, chúng ta vận động, chúng ta chơi thể thao, thì chúng ta sẽ làm cho duy trì được cái mức độ đường ở trong cơ thể của chúng ta ở cái mức độ hằng số sinh lý bình thường. Và như vậy thì cái quá trình hình thành những cái chất AGE nó sẽ giảm xuống một cách rất rõ rệt. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của các chuyên gia y tế. Thưa quý vị và các bạn, qua những thông tin về chất AGE mà bác sĩ Đặng Văn Dương và tiến sĩ Nguyễn Văn Trư đã cung cấp cho chúng ta, đã giúp cho chúng ta biết được phần nào những cái nhìn tổng quan nhất về chất AGE, những nguy cơ đối với sức khỏe nếu như cơ thể của chúng ta tích lũy nhiều chất này và cũng như những cách để phòng tránh và giảm lượng AGE trong cơ thể. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác sĩ Đặng Văn Dương và tiến sĩ Nguyễn Văn Trư đã đến với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, còn ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số lời khuyên để chúng ta có thể hạn chế tối đa lượng chất AGE trong cơ thể. Việc kiểm soát AGE là vô cùng cần thiết để ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm. Giảm lượng AGE trong cơ thể là biện pháp nhằm ngăn ngừa các bệnh mãn tính cũng như sự già hóa của cơ thể. Để giảm được AGE cần phối hợp nhiều cách thức khác nhau. Hạn chế các sản phẩm dầu AGE như thức ăn nướng, chiên, xào, nước ngọt. Hạn chế thực phẩm được chế biến ở nhiệt độ cao hoặc nấu quá chín, nên ăn thực phẩm có AGE thấp như các món hấp, luộc, rim, kho. Tăng cường ăn rau xanh, trái cây tươi, cá, các loại đậu, ngũ cốc. Uống đủ nước từ 1,5 đến 2 lít nước một ngày để làm phá vỡ liên kết của AGE rồi đào thải ra ngoài qua nước tiểu. Tập thể dục thường xuyên, nên chọn các môn thể thao phù hợp với sức khỏe nhằm đốt cháy lượng đường thừa trong cơ thể. Xây dựng lối sống lành mạnh, tránh hút thuốc lá, uống rượu. Tránh căng thẳng trong cuộc sống, dành thời gian nghỉ ngơi.